Xin chào quý vị đã trở lại với kênh Đồ Gỗ Cũ Bùi Tuấn. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 6 năm 2019. Tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị một bộ ghế móc mỏ cũ tái gỗ vụ ta Quảng Bình, hàng siêu VIP đỉnh cao. Cái bộ này thì gồm là 6 món, gồm một đoạn, hai ghế đơn, một bàn và hai đôn. Để có thể sở hữu cái bộ ghế hàng đẳng cấp siêu VIP vụ gân Quảng Bình như thế này, quý vị có thể liên hệ trực tiếp cho tôi qua cái số điện thoại là 0985 230 888, hoặc quý vị có thể kết bạn Facebook, Zalo qua cái số điện thoại tôi đọc ở trên để có thể có thêm thông tin chi tiết cũng như là giá của sản phẩm. Địa chỉ cửa hàng ở số nhà 33, đường Đại Phùng 2, Đan Phượng, Hà Nội. Cái bộ vụ này thì là rất chi là gân và đẳng cấp. Thì hiện tại bây giờ tôi đang quay là thời điểm là 2 giờ chiều ngày mùng 7 tháng 6, nên đâm ra là ánh nắng trời rất là chói, đây rất chi là chói luôn. Đâm ra nó bóng, cho nên là đâm ra là nhìn nó sẽ không thể hiện được hết cái màu sắc của chất gỗ. Quý vị có thể đến trực tiếp, đến cửa hàng trực tiếp để chiêm ngưỡng những cái sản phẩm như này thì nó đẹp hơn rất chi là nhiều. Thì sau đây thì không phải để quý vị để phải chờ lâu, tôi xin được đi vào đường nét cơ bản và chính nhất của bộ ghế cho quý vị xem. Bộ này nó cực là chi là đặc biệt. Cái bộ này là, quý vị lưu ý là tôi xin nhấn mạnh là bộ này là bộ gỗ vụ gân Quảng Bình, vụ ta Quảng Bình nhưng mà là vụ gân đấy. Đây, đầu tiên là tôi xin quay cái ghế đơn. Thì là cái điểm đầu tiên để nói đến là tôi nói là cái ưu điểm của bộ này là cái yếm này là nó dày, rất chi là dày, nó dày tận là 3/8, mà những bộ ghế bình thường hàng gọi đã đẹp rồi nó đã chỉ rơi vào 2/8 thôi đến 3 phân thôi, nhưng cái yếm này rất chi là dày đấy. Và tôi rất là tình cờ thì tôi gặp và mua được một bộ ghế như này, thì nó yếm nó dày và to như này. Yếm này là nó to là 11/5, còn các bộ bình thường, những bộ đẹp bình thường khác nó chỉ rơi vào 10 phân thôi đấy. Nó rất chi là to và gỗ rất cực chi là gân. Và hàng của tôi đảm bảo với quý vị là hàng gỗ vụ ta Quảng Bình 100% luôn đấy. Tôi bao chuẩn với anh em mọi miền tổ quốc, hàng của tôi là hàng xỉ đét, bộ riêng bộ này là hàng xỉ đét luôn đấy, hàng xỉ cực xỉ luôn và chất gỗ vụ gân Quảng Bình luôn đấy. Cho nên quý vị lưu ý, và ghế này là ghế đồng kỵ từ dáng dấp nhất dáng nhì ra đấy, cho nên là cái dáng nó phải đẹp. Chất gỗ đẹp mà dáng không đẹp thì sẽ không thể tạo lên một cái sản phẩm để đời được đấy. Cho nên là những cái bộ ghế như này phải cần những cái người thợ có tay nghề cực cao thì mới xử lý, phải ra được những cái sản phẩm như này được. Quý vị có thể xem các đường móc rất là tròn trịa, cái đường móc như này không bị méo và các cái đường móc ra rất là thanh cảnh và mập mạp và tròn trịa đấy. Quý vị có thể xem đấy, chất gỗ thì cực gần luôn. Và cái những cái bộ ghế như này thì nó rất là thanh cảnh, nhưng mà thực ra là cái kỹ thuật nó rất chi là cao đấy. Giá trị nó sử dụng, nó thể hiện, nếu mà kê vào nhà thì nó vừa thể hiện cái phong cách của gia chủ chơi những bộ ghế như này, nó theo lối cổ. Và những cái bộ ghế như thế này thì kê cả nhà tầng, nhà 5 gian, 3 gian, nhà cổ được hết đấy. Nó phù hợp, nó rất chi là dễ kê. Để quý vị có thể liên hệ trực tiếp với tôi để có thể xíu những cái bộ ghế như này, để chất gỗ rất chi là gần, cực gần luôn. Và các cái đường sống móc này làm ra cực tròn luôn và không bị méo mó một tí nào, cho nên là không hề đơn giản cả. Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng không hề đơn giản nhé. Kỹ thuật rất chi là cao và mộng mẹo kín đét. Đây, mộng mạng kín đét luôn. Và bộ này là bộ gỗ cũng gần luôn. Thì sau đây thì tôi xin được đi sang là cái đoạn. Đây quý vị xem, cực chi là gần. Cái đoạn này nhìn mặt gần như gỗ chắc luôn. Phải nói thẳng luôn là cả bộ ghế này nhìn như gỗ chắc. Tôi quay lên kênh, tôi quay video như này thì cái độ phân giải nó sẽ lên hình, nó sẽ rất là kém đấy. Và khi tôi đăng lên YouTube thì độ phân giải nó sẽ kém hơn đấy, cho nên là nó sẽ nhìn không rõ. Quý vị có thể đến trực tiếp, bộ này gỗ rất chi là già. Và đây, tay của nó đây, gần như gỗ chắc luôn, rất chi là đẹp và đẳng cấp. Để quý vị sử dụng xem, tôi quay cực chi tiết cho quý vị xem, cực đẹp và rất chi là nét luôn, và gỗ giá đanh luôn. Mặt ván này thì là dày 1/3 này, rất chi là dày đấy. Những cái bộ ghế này thì tôi bán rất chi là nhiều. Quý vị nào mà đã theo dõi Facebook, Zalo của tôi thì tôi bán trong nhiều năm nay thì tôi bán không biết phải bao nhiêu bộ ghế như thế này. Và bộ sớm một, và tôi bán hai bộ gần đây nhất là tôi bán cho anh Quý ở Hải Phòng, thành phố Hải Phòng, là một bộ ghế như thế này, móc như thế này, móc tàu như thế này, cách đây được tầm chục hôm trước. Và một anh nữa là ở Tân Lập, Đan Phượng, ở gần gần khu tôi,
cũng mua một bộ cũng như này, móc tàu như này. Đấy là hai bộ tôi bán là thời gian là gần đây nhất. Đấy quý vị có thể nhanh tay trực tiếp alo cho tôi để có cái giá là ưu đãi nhất. Tôi sẽ bán giá cực kỳ ưu đãi cho anh em nào thiện chí, và tôi giao lưu với anh em mọi miền Tổ quốc, bán cả với anh em thợ và cả với người tiêu dùng sử dụng. Cho nên là ai mà nhìn mà cảm thấy ưng mắt thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi. Đây là cái đoạn này rất chi là đẹp. Và tôi xin được quay sang cái ghế đơn nước. Bộ này lưu ý là bộ này là bộ cực đẳng cấp luôn. Tôi khẳng định gần chỗ nào cũng gần luôn. Đây rất chi là gần. Và vâng, đây quý vị xem cái tay nó đây. Đây là mặt ghế đây. Hàng lành và tôi bảo đảm với quý vị là không có một bất kỳ một lỗi nằm nho nhỏ nào cả. Đấy hàng rất chi là gần đây. Gần cực đẹp luôn. Gần cháy luôn. Đấy hàng gỗ cụ gần như này. Càng ngùi cái giá trị của nó càng nâng tầm giá trị của nó và nó xuống màu. Đây là bộ này tôi vừa hoàn thiện xong, đâm ra là phải ngồi một thời gian nữa thì nó bạc màu xi ra thì rất chi là đẹp. Đấy mà như này nó quá là đẹp rồi. Đấy, đá thì là đá tự nhiên 100% đá trắng đen nhá, quý vị xem nhá. Đá trắng đen 100%. Đây yếm nghiệp đây. Rất chi là gần và đẳng cấp luôn. Đá trắng đen tất cả đều cùng một màu. Đá chanh luôn, và đá này nó gọi là đá tàu, đá chanh, một trong những dòng đá rất là đẳng cấp, đắt tiền. Đấy quý vị xem vào thì đấy. Nó đẹp. Từ kỹ thuật làm, từ nguyên liệu gỗ, nói chung là nó đạt đủ tiêu chuẩn, nó hội tụ đủ mọi điều kiện để đạt ra một cái tiêu chuẩn là một bộ ghế đẹp, hàng VIP. Đấy. Và quý vị có thể xem đây, tôi sẽ quay sang cái bàn đây. Cái bàn này rất chi là gần. Đấy hàng cực gần luôn. Gỗ gần cháy luôn. Tôi bán cực chi là nhiều những bộ ghế như thế này. Cho nên là quý vị có thể yên tâm về cái chất lượng sản phẩm. Tôi bán thực tế với chất lượng sản phẩm. Đây quý vị xem. Rất chi là gần và đẹp. Không một nỗi nho nhỏ luôn. Đấy. Đây là bộ ghế đây. Cực gần. Và đây là cái kiếm của nó đây. Và quý vị lưu ý là hàng là ghế đồng kỵ là dáng dấp rất chi là đẹp. Từ cái dáng chân quý vị xem này. Nó hình múp rất dẻo này. Hình quả xoài này. Và đây nó không bị cạnh, nó không bị sắc này. Nó vo tròn cái này ra này. Đấy. Và chân rất là dẻo và rất là mập mạp. Đường nét rất là tinh tế để từ cả cái chân bàn nó không bị vuông thành sắc cạnh mà nó dẻo. Và quý vị nhìn này, tôi quay chiếu như này, cái tay nó rất là mềm này, nó mềm, nó không bị thẳng cái tay ra, nó không bị đơ, với đường nét kỹ thuật nó rất chi đẹp. Và những cái đường móc đây thì nó làm thì quá là tinh tế rồi. Đấy, quá chi đẹp rồi, đây. Rất chi đẹp, đẹp luôn từ kể cả ngay ở cái đôn luôn. Quý vị xem này, mặt đôn này cũng rất chi đẹp. Gỗ rất gần luôn, toàn bộ luôn. Bộ này thì tôi vừa về xong. Cho nên quý vị nào nhanh tay có thể là gọi điện trực tiếp luôn cho tôi để có thể sở hữu một cái tuyệt phẩm như này. Và quý vị đừng nhớ là đừng quên là đăng ký kênh Đồ Gỗ Cũ Bùi Tuấn để có thể tiện theo dõi và cập nhật những cái sản phẩm cửa hàng tôi về thường xuyên. Và ngoài cái bộ ghế này ra, tôi bán rất chi là nhiều những cái bộ ghế khác, Minh Quốc ghế quật, nói chung là rất nhiều loại ghế, và sập tủ chè các loại, tranh ảnh các kiểu luôn, chứ không phải là nguyên bộ ghế như này, và hàng cập nhật liên tục. Đây là tôi quay lại tổng thể một lần nữa để cho quý vị xem. Bộ ghế rất chi đẳng cấp luôn. Bộ này hàng siêu VIP. Và những cái bộ ghế mà yếm dày như thế này, yếm dày như thế này, thì tôi khẳng định với quý vị là rất hiếm khi tôi gặp được bộ như thế này. Thì sau đây thì tôi xin được kết thúc video clip ở tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi video của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.